Chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì đến với bài kiểng của bạn Nam ha, địa chỉ ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Để bạn Nam tiếp tục lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một lô mai giống mai ghép giống suông mình lại nè, là nhị Ngọc Tần suông Sài Gòn. Hàng cho cô chú anh chị mình mua về mình sưu tầm mình chơi Tết năm 2025 ha, giá cực hữu nghị luôn. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của bạn Nam nha. Rồi cũng không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa ha. Em mời cô chú anh chị mình vào luôn clip ha. Mình gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi mình chào Nam ha. Rồi chào bạn ha, chào cô chú anh chị gần xa ha. Mai tiếp tục đến kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình một lô mai siêu bông mình lại và nhiều ngọc tàn ha. Về cho cô chú anh chị mình nuôi lại mình chơi Tết 2025 nha. Rồi giờ một cái đầu clip là mã số 101T là một cây siêu bông mình lại nha cô chú anh chị. Quanh thân của cây là được 20. Rồi. Chiều cao là được 84. Tán ngang là được 67. Rồi, cái siêu bông mình lợi nhận giao lưu giúp cô chú anh chị giá 650.000 là em bao phí ship luôn nha. Rồi, mình đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 102T cũng là một cây siêu bông mình lợi luôn cô chú anh chị ơi. Rồi. Cái này dán trực tàn thông cô chú anh chị ha. Mình thân là 15. Rồi, tàn cũng khá nè. Cái này tách này được 95. Cho tách được ha. Tán ngang 70. Rồi. Rồi, cây mã số 102T giao lưu giúp cô chú anh chị giá 650.000 luôn nha. Rồi, mà đợi cây luôn hả bạn. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 103T cũng là một cây siêu bông mình lợi luôn cô chú anh chị. Cây này thì gốc hơi lớn ha, hơn mấy cây kia. Rồi. Bình thân là được 22. Rồi. Chiều cao là 74. Tán ngang là được 70. Rồi cây siêu bông mình lợi nhằm giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 700.000 thôi nha cô chú anh chị. Rồi 700.000 bao ship luôn cô chú anh chị ha. Rồi em xuống cây. Rồi tiếp theo cây mã số 104T cũng rồi. Là một cây siêu bông mình lợi luôn. Cái tàn rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Mình thân là được 21 nha cô chú anh chị. Rồi. Đế của nó thì sổ đều luôn cô chú anh chị. Đế nha bạn luôn cô chú anh chị ha. Chiều cao là được 65. Tán ngang là được 69. Rồi cây này giao lưu cô chú anh chị giá 650.000 nha. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 105T. Rồi. Cũng là một cây siêu bông mình lợi luôn cô chú anh chị. Rồi. Cây này gốc to lắm nha. Rồi, bình thân ở điểm này là được 27 nha cô chú anh chị. Rồi, giờ cô chú anh chị kiểm tra đo đúng điểm nha em ha. Rồi, 27 ha. Rồi, tổng đế ở dưới là được 439 chứ. Rồi, xong mình lại ha cô chú anh chị. Chiều cao 87. Tán ngang 77. Rồi. Rồi, cái siêu bông mình lợi giao lưu với cô chú anh chị giá là 1 triệu nha. Rồi mình đã cây luôn ha. Rồi. Cây này cô chú anh chị mình cũng an tâm ha. Nói chung là nó cũng đã, nói chung là cái cây này nó đã già rồi cô chú anh chị ha. Cái nhánh ở trong nó đã già và nó đã bắt đầu búp cái cựa gà rồi. Thời gian đây tới Tết vẫn còn 4 tháng nữa cô chú anh chị ha. 3 tháng mấy nó để chuẩn bị cho Tết thì nói chung là cái cây này vẫn đủ khả năng để mà cho bông cho Tết nha cô chú anh chị, nên cô chú anh chị mình cứ an tâm mà sưu tầm gì mình cho Tết nha. Rồi mình đổi cây ha bạn. Rồi tiếp theo cây mã số 106T. Rồi. Cũng là một cây nhị ngọc tàn nha cô chú anh chị. Quỳnh thân nhị ngọc tàn già cô chú anh chị ha. Quỳnh thân là được 17. Rồi nè, đủ nè cô chú anh chị ha. Chiều cao là 69. Tán ngang là 66. Rồi cây nhị ngọc tàn anh giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 650.000 nha. Rồi mình đổi cây luôn ha bạn. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 107T cũng rồi. Là một cây nhị ngọc tàn luôn cô chú anh chị. Ok, cái tàn khá luôn ha. Bình thân là được 15. Rồi. Chiều cao là được 75. Tán ngang là được 59. Rồi cái siêu bông mình lợi này ha. Ủa, cây nhiều tàn này ha. Thì em cũng xin nhờ giúp cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 600.000 một phí ship luôn. Rồi, đã cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Số 108 cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Giống là cô chú Sáu Bình Dương nha. Ủa, cái tàn quá trời luôn cô chú anh chị ha. Tàn bự nha cô chú anh chị ha. Tàn này đặc lắm. Quỳnh thân là được 16. Đặc thì không, cái tàn này đặc thì không đặc lắm, nhưng mà nụ thì nở bông thì chất lượng nha cô chú anh chị. Chiều cao là 90. Là nụ non đều gan rồi. Tán ngang 77. Rồi, cái siêu bông Sài Gòn anh giao lưu giúp cô chú anh chị giá là 700.000 bao phí ship nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 109T. Rồi, 109T cũng là một cây nhiều tàn nữa nha cô chú anh chị. Cái tàn khá luôn cô chú anh chị ha. Quỳnh thân là được 14 nha, tàn tròn ha, dễ hương ha. Này mình dễ bàn á cô chú anh chị. Là nở ra đẹp lắm. Chiều cao là được 50 ha. Vô có chậu dẻ đẹp đẹp cô chú anh chị. Tán ngang 70. Rồi. Rồi, cây nhập tầng này giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha.
giá cũng chỉ là 450.000 một cái ship luôn. Rồi đã cái ha. Rồi tiếp theo cây mã số 110T. Rồi 110T cũng là một cây siêu bông bình lợi luôn cô chú anh chị. Cái tàn cũng khiếp ha. Quỳnh thân là được 20. Rồi. Củ đặc là được 30. Rồi. Chiều cao là được 74. Tán ngang là được 62. Rồi cái siêu bông bình lợi giao lưu giúp cô chú anh chị giá 600.000 một cái ship luôn nha. Rồi mình đã cây rồi ha. Cây mã số 110T cũng là một cây cuối clip em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip á. Và rất mong được cô chú anh chị mình ủng hộ. Em xin chào và hẹn gặp lại nhé. Rồi cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho bạn Nam trong những clip trước cũng như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình xem được cây nào thấy giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho dùng của bạn Nam nha. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình nào.